giữa vĩ tuyến 41 và vĩ tuyến 42. Tổng thống Lincoln, con người mà cái chết đã để lại bao tiếc thương, đã đích thân ấn định khởi điểm của hệ thống đường sắt mới là ở thành phố Omaha, trong bang Nebraska. Công việc lập tức được triển khai với tinh thần tích cực của người Mỹ vốn rất xa lạ với thứ giấy tờ quan liêu. Sự khẩn trương của thi công không hại gì đến chất lượng con đường. Ở đồng bằng, mỗi ngày đặt 1,5 dặm, một đầu tàu hỏa lăn bánh trên đường ray cho ngày hôm sau, và những đường ray này đặt đến đâu thì đầu tàu chạy ngay đến đó. Trên dọc đường của nó, con đường sắt Thái Bình Dương chẽ ra nhiều nhánh ở các bang lớn Iowa, Kansas, Colorado và Oregon. Rời khỏi Omaha, nó chạy dọc tả ngạn sông Platte đến tận cửa sông của nhánh sông phía Bắc, đi theo nhánh sông phía Nam, băng qua miền Laramie và dãy núi Oosap, vòng quanh bờ Hồ Mặn đến thành phố Hồ Mặn, thủ đô của những người Mormon, dấn sâu vào lưu vực sông Tuyla, đi dọc sa mạc châu Mỹ, những ngọn núi Cedar và Humboldt, sông Sierra Nevada, rồi lại xuôi theo sông Sacramento xuống tận Thái Bình Dương. Mà con đường sắt ấy không vì độ dốc mà dài thêm quá 110 dặm 2 pie trên 1 dặm, ngay cả khi qua vùng núi đá. Tuyến đại lộ mà các đoàn tàu phải đi trong 7 ngày là như thế. Và nó sắp cho phép ngài Phileas Fogg đáng kính tới kịp. Ít ra ông cũng hy vọng như vậy. Chuyến tàu bể đi Liverpool vào ngày 11 ở New York. Toa tàu ông Phileas Fogg ngồi như một thứ ô tô chở khách dài, đặt trên hai bệ, mỗi bệ 4 bánh xe. Sự cơ động ấy cho phép qua được những khúc đường cong có bán kính nhỏ. Bên trong toa tàu không chia thành những ngăn hay dãy ghế dọc hai bên, thẳng góc với trục bánh xe, giữa để một lối đi dẫn đến những buồng rửa mặt và các buồng khác mà toa nào cũng có. Suốt dọc con tàu, các toa thông với nhau bằng những cầu nối và các hành khách có thể đi lại từ đầu đến cuối đoàn tàu. Tới những toa phòng khách, toa trần, toa ăn, toa giải khát, chỉ còn thiếu toa giảm hát. Nhưng một ngày mai, những toa này rồi cũng sẽ có. Trên các cầu tối toa đi lại không ngớt những người bán sách báo và người bán rượu, bán thực phẩm, bán thuốc lá mà khách mua lúc nào cũng sẵn. Hành khách ra đi từ Hoa Khan đến 6 giờ chiều. Bây giờ đã là đêm. Một đêm lạnh, tối mù mịt, bầu trời u ám với những đám mây muốn tan ra thành tuyết. Con tàu chạy không nhanh lắm. Kể cả lúc tàu đỗ, nó không đi được quá 20 dặm một giờ. Tuy vậy, tốc độ này vẫn cho phép nó băng qua nước Hoa Kỳ trong thời gian quy định. Trong toa người ta ít nói chuyện, và chăng các hành khách đều buồn ngủ. Vạn đang ngồi gần viên thanh tra cảnh sát nhưng không trò chuyện gì với ông ta cả. Sau những sự việc gần đây, quan hệ giữa họ lạnh nhạt hẳn, không còn cảm tình, không còn thân mật gì với nhau nữa. Phi sơ trước sau vẫn thế, Vạn năng ngược lại, hết sức giữ miếng, sẵn sàng bóp cổ ông bạn cũ vì một chút nghi ngờ nhỏ nhất. Đoàn tàu khởi hành được một giờ thì tuyết rơi, một thứ tuyết mỏng. May mắn thay, không thể làm chậm tốc độ của con tàu. Qua các cửa sổ, chỉ còn thấy một mặt trắng mông mênh. Trên đó những dải khói tàu cuộn lên xám xám. Đến 8 giờ, một nhân viên trên tàu bước vào toa và loan báo với các hành khách đã đến giờ đi ngủ. Toa tàu này là một toa nằm, và chỉ trong vài phút đã biến thành phòng ngủ. Những lưng tựa của các ghế dài được gập lại. Những giường nằm gói bọc cẩn thận được trải ra nhờ một cách bố trí rất khéo. Toa tàu được ngăn ra ngay thành từng buồng. Và mỗi hành khách chẳng mấy chốc đã có một cái giường tiện lợi, được những tấm màn dày che kín khỏi mọi con mắt tò mò. Nệm trắng, gối êm, chỉ còn việc nằm và ngủ. Việc ấy mọi người đều làm, chẳng khác gì đang ở trong căn buồng đầy đủ tiện nghi của một tàu bể. Trong khi đó thì con tàu phóng hết tốc lực qua bang California. Địa hạt nằm giữa San Francisco và Sacramento, tương đối bằng phẳng. Đoạn đường xe lửa mang tên đường sắt Thái Bình Dương trung tâm trước tiên xuất phát từ Sacramento, rồi tiến về phía đông gặp con đường sắt từ Omaha lại. Từ San Francisco đến thủ đô bang California, con đường sắt chạy thẳng lên đông bắc, dọc theo sông Mỹ Châu, con sông đổ vào vịnh San Pablo. Quãng đường 120 dặm nằm giữa hai thành phố quan trọng này. Khi vượt qua trong 6 giờ,
Và vào khoảng nửa đêm, khi các hành khách mới chợp mắt được ít lâu, họ đã đi qua Sacramento. Vậy là họ không được nhìn thấy gì ở cái thành phố lớn này, thủ phủ của cơ quan lập pháp bang California. Không nhìn thấy những bến tàu ngoạn mục của nó, những đường phố rộng, những khách sạn tráng lệ của nó, những công viên, những đền đài của nó. Ra khỏi Sacramento, con tàu sau khi đi qua các ga Chansan, Brooklyn, Albert và Gompa, tiến vào dãy núi Sierra Nevada. 7 giờ sáng thì tàu qua ga Cisco. 1 giờ sau, phòng ngủ lại trở thành một toa tàu bình thường và các hành khách có thể qua cửa kính nhìn thấy cảnh ngoạn mục của cái xứ miền núi này. Tuyến đường sắt uốn theo địa thế gập ghềnh khúc khuỷu của dãy Sierra. Chỗ này nó bám vào sườn núi, chỗ kia nó treo trên vực thẳm. Khi thì tránh những góc đột ngột bằng những cua táo bạo, khi thì lao vào các hẻm núi chật hẹp, tưởng chừng như không có lối ra. Cây đầu tàu lấp lánh như một hòm đựng xương thánh, với cái đèn hiệu lớn hắt ra một thứ ánh sáng đỏ quạch. Cái chum trắng như bạc, cái gậy đuổi bò vươn ra như một cái đinh thúc ngựa, hòa những tiếng rít và những tiếng gầm của nó vào tiếng suối chảy xiết và tiếng thác đổ ầm ầm, và cuốn làn khói của nó vào vòm lá đen của những cây phong. Trên chặng đường này ít có hoặc không có đường hầm và cầu. Con đường sắt chạy vòng quanh các sườn núi, không tìm con đường thẳng ngắn nhất từ điểm này sang điểm khác, và không cưỡng lại địa thế tự nhiên của trời đất. Vào khoảng 9 giờ, qua thung lũng Các Sơn, con tàu tiến vào bang Nevada, luôn luôn theo hướng đông bắc. Đến trưa, nó rời Ganino, sau khi các hành khách đã có 20 phút nghỉ ăn trưa tại đây. Kể từ điểm này, con đường sắt chạy ven sông Humboldt theo dòng sông ngược lên hướng bắc trong vài dặm, rồi nó ngả về hướng đông và không rời dòng sông cho đến khi bắt gặp dãy núi Humboldt, nơi bắt nguồn của con sông ở gần đầu cùng phía đông của bang Nevada. Sau bữa ăn trưa, ông Phốc, bà Auda và các bạn bè của họ lại về chỗ ngồi trong toa tàu. Phileas Phốc, người thiếu phụ, phi sơ và vạn năng ngồi nhàn nhã ngắm cảnh vật thay đổi chiếu qua trước mắt mình. Những đồng cỏ rộng, những ngọn núi in hình phía chân trời, những vũng nước cuộn sóng bạc đầu. Có khi một đàn bò tót rất đông tụ tập từ xa, hiện ra như một cái đê di động. Những đội quân nhai lại trùng trùng điệp điệp ấy, nhiều khi thành vật chướng ngại mà con tàu không vượt nổi. Người ta đã thấy hàng nghìn con vật ấy chen chúc díu đi hết giờ này qua giờ khác, băng qua đường sắt. Khi đó cái đầu tàu bắt buộc phải dừng lại và đợi cho đến khi con đường sắt được giải tỏa. Thân mến, cô Minh Phương vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Phóng Viên Tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Vedder. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em những chương trình sau. Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2. Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2. Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống. VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.